nở thế nào. Mà các bà quanh đây cứ bảo mẹ khinh người con ạ. Bảo là gọi điện cho mẹ bao lần mà mẹ không nghe máy. Mà rõ ràng là mẹ có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu. Ba buồn không? Ai mà ba không nghe con cơ? Đây này, thủ phạm đây. Bà cứ dùng cái cục gạch này 2G thì gọi được cho ai? Từ tháng 9 năm 2024 là chính thức 2G không hoạt động được nữa. Bây giờ muốn nghe gọi là phải đổi lên 4G. Không, mẹ không mua đâu, tốn tiền lắm. Giờ nó lên 4G, sau nó lên 5G, 6G, 7G. Đổi mãi được à? Đổi luôn, tốt quá làm gì nữa. Giá vàng tăng vọt, chả thấy kêu cái gì cả. Thế bảo đổi cái điện thoại thì cứ tiếc thôi. Còn nói chuyện với ù nữa. Ù cứ ngang như thế thì bảo làm sao cũng ngoài chơi với ù đúng. Ù ơi. Nào, ù cười lên cái nào. Đấy, có đẹp không? Ú thấy có hết nước chấm không? Đây này nha, đây. Có chương trình TV 360 nữa. Tất cả các kênh luôn, đấy, Ú thấy không? Nhiều thế à? Vâng, Ú thấy có hết nước chấm không? Còn đăng ảnh Ú lên mạng luôn. Đấy. Ơ, hàng xóm nhà mình kia kìa. Vâng. Cô Thơm, cô Lý. Thì đấy. Chào các cô. Quan trọng ấy là mình phải sống kịp thời, vui kịp thời. Đời nó là mấy tí đó mà phải nghĩ hả U? Đây, con biếu để U dùng. U cầm lấy. Đây là điện thoại 4G của Viettel, vừa rẻ vừa bền. U cầm lấy. Kể ơi, cầm lấy đi. Thôi, U chả dám lấy đâu. Cầm lấy mà dùng. Hello Luyến Luyến. Xin trân trọng thông báo. Kể từ hôm nay, U sẽ gia nhập vào tổ đội điện thoại 4G với chi phí 0 đồng. Chỉ cần cam kết sử dụng gói của Viettel trên 6 tháng là được. Đấy, miễn phí thì U mới dùng. Nếu không à, U chả dùng đã. Đâu. Vâng. Tắt hết pin bây giờ.